Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. David Beckham sinh năm 1975 từ một khu phố bình dân ở ngoại ô London, trong một gia đình có bố làm nghề lắp bếp, mẹ là thợ uốn tóc. Được cha mẹ dẫn tới sân Old Trafford xem bóng đá từ khi còn nhỏ, Beckham đã yêu màu áo của đội bóng Quỷ Đỏ lúc nào không hay. 14 tuổi, được tuyển vào lớp năng khiếu bóng đá của câu lạc bộ Manchester United, Beckham được danh hiệu cầu thủ U15 hay nhất nước Anh vào năm 1990. Được Sir Alex Ferguson phát hiện và đào tạo, David Beckham nhanh chóng trưởng thành và vươn tới những đỉnh cao trong bóng đá. Từ năm 1992 đến năm 2003, dưới màu áo của MU, Beckham đã có được 6 danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh và một danh hiệu vô địch cúp C1 châu Âu. Chơi ở vị trí tiền vệ, David Beckham đã 115 lần khoác áo tam sư và là cầu thủ Anh duy nhất đăng quang ngôi vô địch ở 4 giải bóng đá khác nhau. Ngày 17 tháng 8 năm 1996, anh nổi tiếng trên khắp thế giới với cú sút kinh điển từ giữa sân vào lưới của đối thủ, trở thành một trong những pha ghi bàn biểu tượng của giải ngoại hạng Anh năm đó. Trong lịch sử bóng đá thế giới, khó có thể tìm được một cầu thủ thứ hai như David Beckham với những cú lật cánh, đá phạt, chuyền dài, chuẩn đến từng centimet, khiến đồng đội rơi vào thế, không thể không ghi bàn. Những cú đá phạt gắn liền với tài năng và thương hiệu của Beckham. Beckham luôn được dành cho những cú đá phạt tại Real Madrid. Anh là người thứ 5 trong lịch sử World Cup có thể ghi được 2 bàn thắng từ pha đá phạt trực tiếp, khi mà người gần nhất trong danh sách này cách hiện tại khoảng 30 năm. Chúng ta mới thấy được rằng tài năng của Beckham vĩ đại đến nhường nào. Sir Alex Ferguson từng nói, nếu được hưởng một quả đá phạt vào phút 90 thì tôi vẫn mãi mãi chọn David Beckham. Ngay từ khi vẫn còn sự nghiệp quần đùi áo số, Beckham đã kiếm bộn tiền cho câu lạc bộ và bản thân từ hình ảnh của anh. Anh từng giữ vị trí cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới năm 2004. Năm 2010, David Beckham là cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới theo thống kê của tạp chí Forbes. Trong sự nghiệp 20 năm bóng đá của mình, David Beckham từng nhiều lần vươn tới đỉnh cao và thuộc top cầu thủ được trả lương cao nhất. Tuy nhiên, chỉ sau khi nghỉ hưu hoàn toàn khỏi bóng đá, cựu danh thủ và nay là một doanh nhân mới vươn đến đỉnh cao thực sự về tiền bạc. Theo tính toán của Forbes, năm 2014 là năm David Beckham thu về nhiều tiền nhất trong sự nghiệp với 75 triệu đô, vượt đỉnh cũ hồi 2012 là 51 triệu đô. Beckham từ giã sự nghiệp bóng đá năm 2013 khi anh 38 tuổi, thế nhưng được mệnh danh là ngôi sao bóng đá có sức hút nhất nước Anh, thậm chí tên tuổi của David Beckham còn vượt xa ngoài khuôn khổ của một tài năng bóng đá. David Beckham trở thành một hiện tượng xã hội gây nên cơn sốt ở bất cứ đâu, dù là trên sân cỏ hay ngoài đời thường. Sau khi giải nghệ, David Beckham rất tích cực và gặt hái được thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Anh sở hữu công ty kinh doanh thương hiệu của chính bản thân mình, Seven Global, đã thu về 33,4 triệu đô, tương đương 770 tỷ trong năm 2020. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đã kiếm được hơn 85.000 đô, gần 2 tỷ đồng mỗi ngày, thông qua việc bán quần áo, nước hoa, giày dép mang thương hiệu Beckham. Bên cạnh đó, gương mặt và thương hiệu của Beckham vẫn là một đẳng cấp hấp dẫn các thương hiệu lớn như giày thể thao Adidas, hãng xe hơi Maserati đến từ Ý, thậm chí là nhận vai trong phim của Walt Disney. Giàu có, David Beckham và Victoria có thể tạo ra hàng triệu đô, nhưng điều đó không có nghĩa các con của họ có thể thoải mái tiêu xài trên số tiền đó. Ngôi sao bóng đá thừa nhận, dù hai vợ chồng anh sở hữu hàng trăm triệu đô, nhưng vợ anh luôn dạy các con biết phấn đấu vươn lên và tiết kiệm. Cậu con trai cả của hai người phải làm việc tại một quán cà phê với công việc chính là phục vụ bàn, dọn dẹp và rửa bát đĩa trong vòng 2 năm với mức lương là 2,87 bằng Anh mỗi giờ. Victoria khẳng định, tôi luôn dạy các con phải nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Chúng thấy mẹ làm việc, cha cũng phải làm việc và chúng phải tới trường học tập và cũng phải làm việc chăm chỉ.
Tôi tin rằng đó là điều tuyệt vời. Điều quan trọng là phải cho lũ trẻ thấy rằng làm việc là một điều thú vị và biết giúp đỡ những người xung quanh. Qua video này, David Beckham không chỉ cho chúng ta được thưởng thức những trận đấu, pha bóng đẹp mắt, mà anh còn cho chúng ta thấy những bài học trong quản lý tài chính cá nhân. Đầu tiên phải nói đến là phát triển bản thân để trở thành chuyên gia số 1 trong lĩnh vực của mình. Tài năng là điều không thể phủ nhận với một người được xem là một biểu tượng của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, nếu không có sự vươn mình nỗ lực, sự nghiêm túc và đam mê với bóng đá, thì không thể nào chúng ta có thể chứng kiến được một David Beckham thăng hoa trên sân cỏ. Anh ở lại sau mỗi buổi tập để hoàn thiện những cú sút phạt trực tiếp. Anh không biến mất đi để tắm hoặc massage cho đã, hoặc vội vã bước ra khỏi cửa, chạy nhanh đến hãng đại lý xe hơi nào đó để quay quảng cáo. Anh kiên quyết dành thêm 30 phút để cú tập vuốt chai bóng qua một dãy mannequin làm hàng rào và vượt qua cả thủ môn. Đó là lý do vì sao Beckham trở thành bậc thầy về sút phạt ở cự ly cách khung thành từ 25 đến 30m. Và sau tất cả, mức lương của anh là một bằng chứng hữu hình chứng minh cho tài năng của anh. Bài học số 2, đó là tận dụng thương hiệu cá nhân để đa dạng hóa thu nhập. Rõ ràng có một nhân sắc của một tài tử điện ảnh là một lợi thế trời ban cho chàng cầu thủ nước Anh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự nghiêm túc của anh trong việc xây dựng một đời tư sạch, không tệ nạn, tạo dựng sự uy tín để kiếm tiền dựa trên hình ảnh của bản thân. Trái ngược với người đồng nghiệp được xem là huyền thoại bóng đá thế giới, Ronaldinho, lắm tài nhưng lại nhiều tật, ăn chơi dính hàng loạt bê bối khiến hình ảnh và uy tín bị giảm sút trầm trọng. Cho anh chị nào có quan tâm đến câu chuyện của Ronaldinho, chúng tôi có để link dưới phần mô tả. Quay trở lại với câu chuyện của Beckham, chúng tôi nhận ra anh đã phát huy rất tốt một trong ba lợi thế để làm giàu. Đó là yếu tố thương hiệu cá nhân trong bộ ba trí tuệ, thương hiệu cá nhân và mạng lưới quan hệ. Nếu một người có thể phát huy được cả ba yếu tố này thì họ chắc chắn giỏi đến mức không thể phớt lờ. Bài học số 3, đó là thuê chuyên gia tư vấn và quản lý tài chính. Đây chính là điểm khác biệt then chốt, tạo nên sự trái ngược giữa hai chàng cầu thủ tài hoa Beckham và Ronaldinho. Trong khi Ronaldinho trông cậy cả vào người anh không có kinh nghiệm quản lý và đầu tư tài chính, thì Beckham đã thuê những người có kinh nghiệm để tư vấn chiến lược và quản lý tài chính. Nhờ đó, anh có thể giữ gìn và phát triển khối tài sản ngày một lớn hơn. Và sau cùng, khi đã trở thành một ông bố, David Beckham cũng đã rất nỗ lực để làm tốt vai trò của mình. Trong vấn đề tài chính, vợ chồng Beckham đã cho thấy quan điểm dạy con yêu thương nhưng không nuông chiều để cho con có thể phát triển năng lực tự thân. Thông qua câu chuyện của David Beckham và soi chiếu lại câu chuyện của Ronaldinho, AZFin hy vọng anh chị có thể rút ra được những bài học trong việc kiếm tiền và quản lý tài chính cá nhân của bản thân và gia đình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFin đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.